Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tài chính Anh nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 25 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, sau camera thọ thụt, smartphone hai màn hình, smartphone không nút điều khiển vật lý, thì Vivo lại đang ấp ủ một thiết bị mang tên là Next 2 với thiết kế màn hình bao phủ toàn bộ mặt trước. Theo hình ảnh render được Ice Universe đã đăng tải, thì Vivo Next 2 sẽ có màn hình ôm lấy hai cạnh bên giống thiết kế của các mẫu flagship Galaxy gần đây. Cạnh trên và dưới của màn hình cũng được tối thiểu hóa tới mức gần như không tồn tại. Leaker uy tín này còn nói thêm rằng màn hình chiếm trọn mặt trước Full Display 2.0 là một xu hướng không thể đảo ngược. Samsung đã sai lầm khi hủy dự án của họ và Vivo đang đi đúng hướng với Next 2. Đây có thể là sai lầm nghiêm trọng nhất của Samsung trong năm nay. Và Ice Universe cũng đã nói thêm, dự kiến thì Next 2 sẽ được trang bị chip Snapdragon 855 Plus cùng với bộ nhớ RAM tối thiểu là 8GB. Thiết bị này còn có thể được trang bị những công nghệ độc quyền của Vivo như Dual Wi-Fi Acceleration giúp tăng tốc độ kết nối Wi-Fi. Ngoài ra, theo tài liệu vừa được 3C phê duyệt thì Vivo Next 2 sẽ có sạc nhanh là 44W. Các bạn mến, có vẻ như bộ đôi Honor 9X và 9X Pro, thương hiệu con của Huawei, đang tạo nên những cơn sốt đối với thị trường quê nhà. Và chỉ sau chưa đầy 24 giờ ra mắt tại Trung Quốc, hai mẫu smartphone trên đã đạt được 200.000 lượt đặt hàng trước. Số lượng này chia đều cho kênh bán hàng của Huawei Mall và trang thương mại điện tử JD.com. Mặc dù những người đặt mua này chưa chắc sẽ mua bởi họ không phải đặt cọc, nhưng con số 200.000 cũng thể hiện được sự quan tâm của thị trường đông dân nhất thế giới đối với hai sản phẩm của Honor. Và theo GSM Arena thì Honor 9X sẽ lên kệ vào ngày 30 tháng 7, còn 9X Pro sẽ là ngày 9 tháng 8 tại Trung Quốc. Chưa có thông tin về thời gian ra mắt tại các thị trường khác. Và cả hai được trang bị một màn hình 6,59 inch OLED Full HD+, với viền màn hình được làm mỏng. Và điểm khác biệt chính giữa hai phiên bản Honor 9X sẽ tới từ camera và dung lượng bộ nhớ. Với phiên bản thường, người dùng sẽ chỉ có cụm camera kép là 48 và 20MP để đo chiều sâu. Trong khi đó, với phiên bản Pro sẽ có 3 camera, bao gồm thêm một camera góc rộng 8MP nữa. Camera selfie của cả hai đều có độ phân giải là 16MP và khẩu độ là f2.2. Cả Honor 9X và 9X Pro đều được trang bị con chip Kirin 810 mới. Đây là con chip 7nm thứ hai được Huawei ra mắt. Theo Huawei thì Kirin 810 cùng bộ xử lý AI riêng biệt, các thiết bị tầm trung sẽ có khả năng xử lý các tác vụ AI vượt trội, thậm chí là còn cao hơn so với cả các flagship đến từ đối thủ của Qualcomm như là Snapdragon 855 Plus. Các bạn mến, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8 tới đây thì người dùng Việt có thể đặt mua bộ sản phẩm Samsung Galaxy A80 Blackpink với mức giá là 23 triệu đồng. Là phiên bản đặc biệt nên số lượng sản phẩm giới hạn chỉ bao gồm 400 bộ tại thị trường Việt Nam. Và Galaxy A80 phiên bản đặc biệt gắn liền với ảnh của nhóm nhạc Blackpink, đại sứ thương hiệu của dòng Galaxy A. Ngoài chiếc smartphone Galaxy A80 thì bộ sản phẩm phiên bản giới hạn này còn có đồng hồ thông minh Galaxy Watch Active và tai nghe Galaxy Buds. Đây là một sự kết hợp độc đáo của hệ sinh thái Galaxy, mang đến cho người dùng trải nghiệm toàn diện và không kém phần thời trang, sành điệu. Và điện thoại thông minh Samsung Galaxy A80 với màu đen huyền bí và điểm nhấn là viền kim loại màu hồng, logo Blackpink ở mặt sau và giao diện người dùng được thiết kế riêng dành cho tín đồ Blackpink. Đây là chiếc smartphone mạnh mẽ nhất thuộc dòng A với cụm 3 camera thông minh, giật xoay 180 độ độc đáo, màn hình vô cực thế hệ mới New Infinity Display Full HD+, 6,7 inch cùng với chip xử lý Snapdragon 730G 8nm mạnh mẽ và bộ nhớ RAM là 8GB và ROM là 128GB. Và giá bán của chiếc smartphone bán lẻ là 14.990.000 đồng. Đặc biệt là người mua còn được tặng kèm album Kill This Love mới nhất năm nay của nhóm nhạc Blackpink nữa. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Anh nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay ý kiến đóng góp nào thì hãy để lại phần bình luận phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.